Xin chào các bạn, hôm nay shop giới thiệu các bạn một mẫu bơm điện rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Mẫu này dùng nguồn 12V cắm ở trên tàu sạc ô tô. Dây nguồn rất là dài, đảm bảo bơm bánh trước và bánh sau của xe vẫn thoải mái. Đây là dây bơm gắn liền với thân máy. Đi kèm máy chúng ta có ba cái đầu kim bơm. Phía trên thân máy đây là đồng hồ hiển thị áp suất lốp khi bơm. Thân máy là bằng kim loại. Đây là công tắc. Vận hành bơm này thì rất là đơn giản, chúng ta cắm nguồn vào ổ điện, sau đó là bật bơm nên là bơm sẽ chạy. Mẫu này thì nhỏ gọn, cần dùng phù hợp với nhu cầu để xe gia đình, xe du lịch. Cầm rất là chắc tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.